Ok, bây giờ mình sẽ vào làm một trận tử chiến như thế nào em? Bỏ biết lâu rồi nên là bắn chắc dở, bắn không được mực lắm. Không phải là kiểu như là game không mượt, nhưng mà kiểu như mình bắn á, mình bắn không được mượt như là lúc lúc trước nữa đó. Rồi âm thanh vẫn còn đầy đủ cái này. Ở đây thì có bản fit lag của FIFA thường và FIFA Max luôn, anh em muốn chơi FIFA nào thì chọn FIFA đó nha. Ở lâu quá không chơi FIFA rồi. Ở đó làm YouTube cũng nhờ FIFA nè, FIFA và Facebook mình mới làm được một cái kênh cũng nhiều người đăng ký, anh em yêu thích ủng hộ. Bắn vô cái đít nó nè, trời bắn hay không nổi, hay trời ghê à. Cũng nhờ FIFA nhiều Facebook đó đã giúp cái kênh chính của mình cũng có được như ngày hôm nay, và cũng bị ăn một gậy. Ê, ăn ba gậy cộng đồng đó nè, trời mình không biết sao mà mình bị ăn ba gậy cộng đồng một sớt vậy, chán không muốn nói luôn. Ok, ôi đồ trò nó bắn kìa, bắn kinh khủng quá anh em ơi, bé lù gì nè, bắn ghê vậy. Ồ mấy anh bắn kìa ghê vậy anh hai, ô thắng luôn cả. Cái kênh 1955 vlog của mình á đã bị ra đi theo ông bà nên trời mình không hiểu luôn cái chuyện gì trời đó, mình không hiểu mình có làm gì sai. Mình có làm gì sai đâu. Anh em nhớ đăng ký lại ủng hộ giúp mình cái kênh này lại nha. Biết mình không méo hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi, quá hay rồi, quá hay rồi anh em ơi. Hai chào anh em nha, đây là cái bản fit lag của mình nha. Thì anh em sẽ thấy là những cái phần sự kiện này cũng như những bản fit lag khác của mình từng làm. Thì anh em nhớ đăng ký lại kênh 195 này nha anh em. Kênh chính của mình 57.000 sub á. Thì hiện tại là nó ra đi rồi đó em. Anh em ủng hộ đăng ký mình lại kênh 1995 vlog này ha, cũng là mình luôn đó. Rồi mình để lại nguyên cái kênh, tên kênh em dễ nhớ nha. Rồi nhớ nha, chỉ có một kênh 1995 vlog này thôi nha anh em đó. Rồi ok, trong cái bản vlog này vẫn còn tất cả luôn, như cùng quay may mắn thì anh em sẽ thấy là những cái hiệu ứng mình đã bớt rồi, cho nó nhẹ thôi anh em. Đúng rồi, anh em có thể sử dụng thêm đó, anh em sử dụng thì tải xuống, cái này mình cho nó nhẹ càng tốt, nên là mình không có tải ha, chơi cho nó nhẹ và chơi mượt như này. Rồi ok, cái bằng độ nhạy thì mình để maximum hết luôn này. Sorry anh em hơi sổ mũi tiếp thì cũng thông cảm, mấy này sổ mũi quá, suy sụp tinh thần á, buồn á. Rồi nhớ đăng ký lại ủng hộ với mình nha anh em nào mà yêu thích mình á thì cho mình đăng ký nhiều, cho mình đủ 1.000 người đăng ký anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Hai chào anh em, chào quay trở lại với kênh 1995 vlog mới của mình nha. Trời ơi, kênh cũ của mình ra đi theo bà anh em ơi, đó buồn rất là buồn luôn. Anh em yêu thích mình thì hãy đăng ký kênh này giúp mình đạt 1.000 người đăng ký, và anh em cũng xem video ủng hộ mình, đứng tua video anh em đó, cho mình đủ số lượt giờ để mình vượt lại tinh thần anh em. Hiện tại giờ khó khăn lắm em ơi đó. Thì mình sẽ để link của cái fit lag này ở dưới phần mô tả video á, anh em chơi PV thường PV Max được nha. Rồi và những cái phần như game nó cập nhật 1.97.13 gì á thì mình cũng để link ở đây luôn đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cài fit lag nha. Thì anh em sẽ sử dụng da chivo nè, và đối với Android 12 trở xuống thì chúng ta dùng da chivo, chúng ta cài bình thường. Và Android 13 trở lên á thì anh em phải dùng cái Xpao ra. Rồi cũng là quản lý tập tin thôi, không có gì đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành giải nén FIFA thường cho nên.
anh em chơi video thường thì bấm dãy nén ở đây, bấm chọn cái file dãy nén tại đây nha. Rồi sau khi bấm dãy nén thì có cái thư mục như thế này, ta bấm vào anh em thấy là đây phải không. Nếu mà Free Fire, nếu mà Android 12 trở xuống á thì anh em có thể bấm lên đây nè, bấm vào những thiết bị, bấm Android, bấm vào data nè, và anh em tiến hành xóa cái Free Fire thường giúp mình nha, nhấn giữ. Ở đây thì Android 13 mình đang sử dụng thì nó không có chữ xóa rồi anh em ơi. Đó đó, bởi vì dùng gia chi vô cho Android 13 không được nên là mình sẽ có cách khác cài nha. Nhớ là xóa file trước khi cài Fitlag nha anh em. Rồi không thôi là nó xung đột, nó công lắm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dùng cái xbound này trên xếp play. Đây là cái gì quản lý tập tin nè, đó anh em tìm cái từ xbound như thế này là có rồi đó, mình dùng mở lên nè. Ok, ở đây cái trang đầu tiên nữa thì anh em bấm vào đây, anh em bấm vào cái phần là download mà dãy nén nãy đó, thư mục dãy nén nãy đó anh em, thì đó sẽ có cái thư mục là Fitlag Free Fire OB8 đây, mình mới dãy nén nè, anh em bấm vào đó, mình em bấm một cái nữa nó sẽ sổ ra cho chúng ta cái trừ file và cần cáp. Rồi ok, em ta để đây, em ta bấm vào đây, anh em bấm bộ nhớ dùng chung, anh em bấm Android nè, bấm vào thư mục data nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có, ở đây mình nói đăng cài trên Android 13 anh em, 12 trở xuống thì dùng những cái lần trước mình chia sẻ trên kênh cũ đó. Rồi ok, bây giờ mình cài Free Fire Max không, Free Fire thường thì bấm vào Free Fire thường đây nè. Rồi bây giờ anh em sẽ không xóa được cái này đâu anh em, này đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành xóa cái file luôn nha. Rồi ok nè. Nhớ nghe, xóa rồi mới chép Fitlag vào nha. Nếu mà không xóa là anh em chép vào nó không có. Đó thôi. Anh em thấy là một số tập tin không thể, là nó sẽ không thể xóa thư mục. Đó, anh em thấy là cái thư mục vẫn còn trình hình chà bá đây nè. Vậy chúng ta làm sao? Thì chúng ta giữ nguyên nó luôn. Đó, chúng ta bấm lên đây. Rồi anh em tiến hành bấm vào cái chỗ Fitlag nãy, chúng ta bấm vào kích dầu file và kích dầu cá. Rồi ok, chúng ta bấm vào sao chép. Rồi ok, chúng ta bấm vào ok đây. Thì nó sẽ sao chép qua cái bên Android data nha. Rồi ta bấm vào đây. Đó em thấy chưa? Vậy là chúng ta đã cài Fitlag thành công rồi đó. Đó, nó có hai cái file như thế này là ok nè. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ vào game mà chơi thôi. Rất là đơn giản nha. Rồi anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, đăng ký và nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết nha. Để giữ dậy tinh thần là anh em ơi. Mình muốn gặp anh em rồi. Trả lời bình luận thì anh em mình chuyện trò như là cái kênh cũ anh em. Đó, mình rất là yêu quý anh em rất là nhiều trên cái kênh 195 vlog cũ á. Qua kênh mới này mình cũng muốn giao lưu với anh em và chúng ta sẽ làm lại như xưa anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.